Cô chào tất cả các em học sinh lớp 6. Cô tên là Nguyễn Thị Nga, hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong tiết học công nghệ ngày hôm nay. Để buổi học của chúng ta có hiệu quả, thì các em cần chuẩn bị sách giáo khoa công nghệ 6, vở ghi bài và dụng cụ học tập. Ghi chép bài đầy đủ khi các em thấy hình bàn tay cầm bút. Bấm nút pause tạm ngưng khi các em suy nghĩ trả lời câu hỏi hoặc ghi chép bài. Và bấm nút play để theo dõi tiếp. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại một số kiến thức cũ của tiết học tuần trước nhé các em. Em hãy chỉ ra vật dụng nào là trang phục trong những vật dụng dưới đây. Các quan sát trên màn hình chúng ta thấy được 5 vật dụng phải không nào? Vậy thì trong 5 vật dụng này, đâu là trang phục và đâu không phải là trang phục? Tuần trước chúng ta đã được tìm hiểu trang phục là gì rồi phải không nào? Trang phục bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng khác đi kèm như mũ, giày, tất, khăn quạt, vân vân. Trong đó áo quần là quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta dựa vào định nghĩa đó mình có thể loại được máy tính cũng như điện thoại di động. Và chúng ta sẽ chọn bộ quần áo, đôi giày và đôi tất. Lựa chọn những trang phục và vật dụng đi kèm cho phù hợp với thời tiết mùa lạnh. Và các bạn quan sát trên màn hình, ở đây cô có 10 hình ảnh ha, 10 hình ảnh tương đương với lại những trang phục cũng như vật dụng đi kèm. Các bạn chọn ra cho cô những vật dụng nào, những trang phục nào phù hợp với thời tiết mùa lạnh. Mùa lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm cho cơ thể. Vậy thì những vật dụng và trang phục nào sẽ giúp cho cơ thể của mình trở nên ấm áp hơn? Số 1 đó là một chiếc nón kết bình thường. Số 2 là một chiếc áo khoác mỏng. Số 3 là khăn quàng cổ nè. Số 4 là mũ len. Số 5 là bộ quần áo thể thao. Số 6 là bao tay giữ ấm. Số 7 là đôi giày cao cổ. Số 8 là áo khoác len. Số 9 là giày sandal. Và số 10 là bộ quần áo giữ ấm ha. Vậy thì với 10 hình ảnh này chúng ta sẽ chọn được những hình ảnh sau đây sẽ giúp chúng ta giữ ấm cho cơ thể trong mùa lạnh. Bài 7 trang phục thì các em sẽ được học trong 3 tiết. Thì tuần trước các em đã được tìm hiểu tiết 1 rồi, thì tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tiết 2 nhé các em. Ở tiết học trước thì các em đã tìm hiểu phần 1 nhỏ trang phục và vai trò của trang phục. 2 là các loại trang phục và 3 lựa chọn trang phục thì các em đang dừng lại ở phần 3.1 chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể. Thì tiết học này chúng ta sẽ tiếp tục phần 3.2 chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi. Em hãy quan sát hình 7.6 và nhận xét về màu sắc, kiểu dáng trang phục của mỗi lứa tuổi. Thì ở đây chúng ta thấy có 3 lứa tuổi khác nhau: người lớn tuổi, trẻ em và thanh thiếu niên. Rồi đầu tiên chúng ta thấy hai người lớn tuổi này chọn màu sắc như thế nào các em? Màu sắc rất là nhã nhặn phải không nào, ít nổi bật. Kiểu may họ đang mặc là những kiểu đơn giản, không cầu kỳ. Đối với hai bạn ở giữa, hai bạn trẻ em, thì các bạn có sự lựa chọn đa dạng hơn về màu sắc. Kiểu may, trang phục các bạn đang mặc thì cũng rộng rãi. Các bạn thanh thiếu niên thì ở đây mình thấy được đó là các bạn mặc trang phục thể hiện được nhiều cá tính khác nhau. Các bạn thì chọn cá tính năng động, các bạn thì thích sự dịu dàng. Thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn đối với lứa tuổi thanh thiếu niên này. Tóm lại, vậy khi chúng ta chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, đối với lứa tuổi trẻ em
thì chúng ta nên chọn loại vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc tươi sáng, hoa văn sinh động và kiểu may rộng rãi. Đối với thanh thiếu niên thì thích hợp với nhiều loại vải, kiểu may, đa dạng hoa văn và màu sắc. Còn đối với người lớn tuổi thì chúng ta nên chọn màu sắc, hoa văn, kiểu may trang nhã và lịch sự. Em bấm dừng màn hình và chép nội dung ghi bài vào tập. Em hãy so sánh sự khác biệt về kiểu dáng và màu sắc của các bộ trang phục trong hình 7.7. Thì chúng ta thấy trong hình 7.7, ngoài bên ngoài là bộ trang phục đi học, ở giữa là trang phục đi chơi và ngoài cùng là trang phục đi lao động. Có sự khác biệt rất rõ về màu sắc, kiểu dáng cũng như là chất liệu vải của ba bộ trang phục này. Trang phục đi học chúng ta thấy thường là vải thoáng mát, màu sắc nhã nhặn, kiểu may đơn giản. Trang phục đi chơi thì sẽ đa dạng, phong phú hơn về màu sắc và kiểu dáng, cho nên có rất nhiều sự lựa chọn. Trang phục đi lao động thì thường là kiểu may đơn giản, màu sẫm. Trang phục đi lao động thì có đặc điểm gì giúp cho việc lao động được thuận tiện và an toàn? Đó là chất liệu vải phải dày dặn để bảo vệ cơ thể của người lao động. Kiểu may thì phải đơn giản, rộng rãi để thuận tiện trong việc lao động. Chất liệu vải cũng phải thấm mồ hôi tốt để thoải mái hơn. Vậy thì đối với ba loại trang phục này, chúng ta cần phải hiểu được cái mục đích khi sử dụng thì chúng ta sẽ chọn được những bộ trang phục phù hợp với cái môi trường chúng ta tiếp xúc cũng như là phù hợp với lứa tuổi của chúng ta, giúp cho cơ thể của chúng ta vừa năng động, trẻ trung và an toàn. Chúng ta cần lưu ý khi chúng ta chọn trang phục thì mình phải chọn cho phù hợp với môi trường và tính chất công việc. Nếu như chúng ta đi học, làm việc công sở thì mình nên chọn trang phục có kiểu dáng vừa vặn, màu sắc trang nhã, lịch sự. Còn khi đi chơi thì chúng ta chọn trang phục có kiểu dáng thoải mái. Và đi lao động thì mình nên chọn trang phục gọn gàng, thoải mái, chất lượng thấm mồ hôi, dày dặn để bảo vệ cơ thể chúng ta. Và khi chúng ta đi lễ hội thì mình nên chọn trang phục lịch sự, trang trọng, phù hợp với tính chất của buổi lễ hội. Và khi mình đi dự tiệc thì mình nên chọn trang phục có kiểu dáng và màu sắc tôn lên được cái vẻ đẹp của bản thân. Các em bấm dừng màn hình và ghi chép bài vào tập. Chúng ta sang phần tiếp theo, 3.4, lựa chọn phối hợp trang phục. Quan sát hình 7.8, theo em có những cách nào để phối hợp màu sắc của trang phục? Để trả lời cho câu hỏi này, cô mời các em cùng xem đoạn video sau. Bằng màu phối đồ là một công cụ tuyệt vời giúp cho việc lựa chọn màu sắc trang phục trở nên dễ dàng hơn. Và nếu như biết tuân thủ những nguyên tắc phối màu đúng cách thì bạn sẽ mặc đẹp chuẩn chẳng kém gì những người am hiểu về thời trang đâu nhé. Phối đồ là một công việc luôn tốn hao thời gian và công sức của các chị em. Bên cạnh những yếu tố về chất lượng và thiết kế thì màu sắc cũng đóng một vai trò rất quan trọng quyết định đến độ ăn nhập hài hòa của cả bộ trang phục. Thứ nhất, quy tắc màu đơn sắc. Đây là quy tắc phối màu đơn giản và dễ dàng nhất, nhưng cũng rất đẹp và tạo hiệu ứng nổi bật cho bộ trang phục. Bạn chỉ cần chọn những màu sắc nằm cạnh nhau trên bảng màu phối đồ, từ trên xuống dưới cho cả bộ trang phục. Lưu ý là không nên mặc duy nhất một sắc thái màu sắc, mà nên tiếp tục biến hóa đậm nhạt. Bạn cũng nên chú ý đến chất liệu để tạo độ khác biệt. Các gam màu như xanh dương, hồng, đen và trắng sáng rất hợp để phối hợp theo phong cách. Chúng sẽ giúp người mặc trở nên thanh lịch và nữ tính hơn.
Thứ hai, quy tắc màu tương phản. Đây là quy tắc lựa chọn hai màu đối diện nhau trong bảng màu phối đồ. Những cơ năng cá tính sẽ cực yêu các số màu này vì chúng sẽ khiến các hàng trở nên rất nổi bật và tươi tắn. Đỏ, xanh lá, tím, vàng, xanh dương và cam. Những cách kết hợp này tạo cảm giác vô cùng trẻ trung, năng động và có đôi chút phá cách nổi loạn. Đó cũng đồng thời là khuyết điểm khiến cho cách kết hợp này chỉ phù hợp khi đi chơi, tiệc tùng và gặp gỡ bạn bè. Nếu như chọn phối đồ theo quy tắc này để đến công sở hay những cuộc gặp mặt nghiêm túc và quan trọng thì bạn chỉ có thể áp dụng được sự kết hợp của hai màu đó là đen và trắng. Quy tắc màu liền kề. Những màu liền kề nhau thường sẽ rất đẹp khi cùng kết hợp trong một bộ trang phục. Chúng sẽ giúp bạn trông trẻ trung nhưng vẫn rất lịch sự và duyên dáng. Không hề nhàm chán, cứng nhắc nhưng vẫn rất phá cách. Đây là cách phối màu dễ dàng và lý tưởng nhất, phù hợp với mọi hoàn cảnh. Màu đen hoặc trắng có thể kết hợp với bất kỳ màu sắc nào. Bên cạnh sự hài hòa, cũng cần phải chú ý đến vóc dáng cơ thể để chọn lựa màu sắc và họa tiết cho phù hợp. Bảng màu là công cụ tuyệt vời giúp các tín đồ thời trang có thể kết hợp trang phục đầy màu sắc. Hy vọng là những quy tắc phối đồ theo bảng màu trên đây sẽ giúp các nàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn trang phục mức đồ, xà cho đẹp và chuẩn nhé. Theo như cái đoạn video các em vừa xem thì có rất nhiều cách để phối hợp trang phục theo màu sắc phải không nào? Mình có thể phối hợp giữa hai màu tương phản đối nhau trên vòng màu. Có ví dụ như màu xanh lá nè, tương phản đối nhau đó là màu đỏ. Mình phối hợp giữa hai màu kề nhau trên vòng màu. Màu nào mình thích thì mình thấy màu nào kế bên màu đó thì mình sẽ phối hợp lại với nhau. Phối hợp giữa các sắc độ khác nhau của cùng một màu. Cô ví dụ như là màu vàng thì nó sẽ có các sắc độ khác nhau là màu vàng nhạt, màu vàng sẫm. Và hai màu trắng đen thì mình có thể kết hợp với tất cả các màu khác. Thì hai màu này rất là dễ phối đồ đó các em. Các em bấm dừng màn hình và chép bài vào tập. Để xem các em có hiểu bài học của ngày hôm nay hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập nhé các em. Câu 1, sắp xếp các hình ảnh dưới đây vào cột A, B, C sao cho phù hợp. Vậy các em quan sát 6 hình ảnh tương ứng mình sẽ xếp vào 3 cột. A là trang phục đi học, B trang phục đi chơi và C là trang phục đi làm. Các em bấm nút pause tạm ngưng để mình suy nghĩ trả lời câu hỏi nhé. Rồi các bạn kiểm tra xem đáp án của mình có trùng với cô không nha. Ở cột A trang phục đi học thì cô chọn được hình 1 và hình 4. Ở cột B trang phục đi chơi, cô có hình 2 và hình 6. Và cột C trang phục đi làm thì cô chọn được hình 3 và hình 5. Câu 2. Hôm nay bạn Linh tham dự tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp. Em hãy giúp bạn Linh chọn trang phục phù hợp với buổi sinh nhật ấy. Thì bạn đang phân vân giữa ba bộ trang phục ở hình 1, hình 2 và hình 3. Vậy theo các em bộ trang phục nào sẽ phù hợp để bạn dự sinh nhật đây? Cô nghĩ chúng ta nên chọn bộ trang phục ở hình 1 là sẽ phù hợp nhất, phải không nào? Bộ trang phục ở hình 2 là một bộ trang phục mặc thường ngày ở nhà. Còn bộ ở hình 3 đó là trang phục đi học. Vậy thì chúng ta nên chọn bộ trang phục ở hình 1, vừa tạo cảm giác thoải mái, vừa năng động và chúng ta sẽ thấy tự tin hơn khi mình dự sinh nhật của bạn. Câu 3. Từ những mẫu trang phục như hình dưới đây, em có thể kết hợp thành bao nhiêu bộ trang phục phù hợp? Các em thấy có hình 1 đến hình 5 là 5 chiếc áo, phải không nào?
từ hình số 6 đến hình 10, đó là váy hoặc là quần. Vậy từ những cái mẫu trang phục cô đã gợi ý, các em sẽ chọn phối hợp lại với nhau sao cho phù hợp nhất. Mình có thể dựa vào cách gợi ý phối hợp theo màu sắc. Tuy nhiên, không phải chỉ có những chiếc áo màu trơn mà các em thấy ở hình 3, 4, 5 hoặc là hình số 8. Đó là những mẫu áo và váy có họa tiết là hoa văn nữa. Có thể là caro nè, chấm bi nè. Thì chúng ta nên chọn như thế nào cho nó phù hợp. Chúng ta cũng phải quan tâm đến những họa tiết đó. Ở đây cô đề cử một bộ trang phục rất là phù hợp. Các em cùng xem nhé. Đó là bộ trang phục áo ở hình số 4 và váy ở hình số 6. Áo có họa tiết chấm bi trắng nè, nền màu tím đậm, kết hợp với chiếc váy trơn màu tím nhạt, rất là phù hợp phải không nào? Và các em bấm dừng màn hình để mình tự phối những bộ trang phục còn lại nhé. Cô hy vọng các em có thể phối được rất nhiều bộ trang phục khác nhau, vừa phù hợp về màu sắc, hoa văn để tạo thêm những bộ trang phục vừa trẻ trung, năng động. Để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, thì các em xem lại bài học ngày hôm nay ha. Làm bài tập 3-4 sách giáo khoa trang 56 và đọc trước phần 4 sử dụng và bảo quản trang phục. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với cô trong tiết học ngày hôm nay. Cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.